Rồi xin chào chú chị ha, được Loan này qua cả nhà. Ủa, tối nay nhớ vô sân theo nha cô chú chị. Nhớ là sân hàng nha bà cô chú ơi, lẹ tay nhanh tay. Dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài nha. Cả nhà ơi, trên màn hình đó là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan Loan. Hồng Loan trang điểm để chuẩn bị đi live stream cô chú anh chị. Live stream ở trên nền tảng nào anh Khang? Tấp tớp. Đó. Wow. Rồi rất là xinh nha cả nhà. Hôm nay duyên ơi, cười cái mắm ơi. Chưa thấy lon cồ nghe gì tăng cồ luôn. Hình như nghe nói là live 8-9 tiếng, 12 tiếng gì đó không biết. Live tới 12 đêm luôn. 12 giờ đêm luôn. Đó, nay 14 tiếng. Đó, là đêm nhau bà chú săn hàng nha. Bò của chú chị trên mặt hình là anh bò nha. Chốt đơn. Anh bò là... Săn xe của chú anh chị. Trợ lý đắc lực của chị Hồng Loan của chú anh chị. Ông bà của chú săn xe ông bà của chú ơi. Ủa xe chưa tới rồi, mất tiêu rồi. Tại sao đấy? Chị Loan ơi, chị Loan chia sẻ coi tối nay live ở đâu rồi chị Loan? Ở trên nền tảng nào á? Tấp tấp hả chị? Live nhiều nhãn hàng không chị? Nhiều bao nhiêu tiếng em ơi? 6 tiếng nha bà cô chú. Sao anh nghe 14 tiếng? Sao anh nghe 14 tiếng? 6 tiếng nha bà cô chú săn xe. Rồi cô chú anh chị mình lên tấp tấp của chị Hồng Loan để săn xe nha. Chuẩn bị săn xe hôm nay. Tối hôm nay có rất là nhiều đơn hàng sale nha cả nhà, rất là nhiều nhãn hàng luôn. Rồi giờ là chuẩn bị đi rồi cả nhà. Giờ này mấy giờ rồi ta? Giờ này 5 giờ rồi, kém 5 phút nữa 5 giờ rồi. Ngày 21 tháng 10 đó. Thấy ngồi thấy cưng xỉu không? Cưng xỉu. Rất là hàm người vô là có nhớ chưa tại sao cái kẹo cái vô kìa kìa thấy đấy. Giờ mấy tên vô. Mấy tên mới học về của tôi anh chị. Quay đi. Khỏi coi luôn rồi. Rồi anh Tăng đứng bất cỏ luôn cả nhà ơi. Tối nay không biết chị Loan có bắn túi mù không ta. Tăng hỏi chị Loan có bắn túi mù. Loan ơi, tối nay có lay túi mù không Loan? Không rồi. Túi mù là cái gì? Loan cái túi là xuống xé nè em. Ủa quên anh. Tối không biết chị ghép đôi nó đẻ ra được con gì. Rồi con gái mà vô là cái kêu anh ba ơi qua mua túi mù cho con liền. Ghép đôi hả? Ghép đôi có nẻ đẻ ra nó thành phần vệ sinh. Cảm ơn chị Đồng nha. Chị Đồng đang nói với lại cho con. Có luôn hả bạn Thanh Cường? Có luôn cái vụ đó hả? Bây giờ là 5 giờ rồi cả nhà. Thấy là ai cũng nhiều, giờ là sáng bây giờ là nhiều lắm. Xé giờ không biết là bởi vì mình xé ra là vô cặp đôi bao nhiêu con hậu này có duyên ha. Bao nhiêu con là mình mua hết bao nhiêu con đó luôn hả? Nói chung là xé ra để cách đôi cái cặp vậy thôi anh. Cách đôi cái cặp cho vui vậy thôi chứ không có mua hả? Xong rồi cái đó là phải bán nè. Có ai mua 19 em da lạnh nha.
Ở dưới là 69 nha. 069169 nha. Sáng mình mua số 19 thì mua nó hơi bị rung lắc cả nhà. Dạ dạ dạ. À, xin gửi cuối cô chú chị. Dạ, cho em gửi cho cô Sáu à. Cô Sáu à. Gửi cho cô Sáu. Dạ. Đây 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 đây. Gửi cho cô Sáu với giò. Dạ, cô Sáu đây đây. Thành phố Hồ Chí Minh 19 nha. À, Đồng Tháp là 70 và Cà Mau là 96 nha cô Sáu ơi. Gửi ai gửi cô Sáu không? Không lo bị đi ra cả nhà. Sáu con à. Dạ không, cô Sáu của con ạ. À. Cô Sáu con thích quay gì đó. Cứ chiều chiều là cô Sáu con là thử khẩu số. Dạ, thích coi cái nhà. Hồng Loan nhìn đẹp rất hồn. Chiều là cô Sáu bắt đầu, cô Sáu đi sẵn. Cô gửi không? Đây là những cái này. Gửi cho cô Sáu con ạ. Sớm Hồng Loan của chú vậy đó. Hồng Loan chuẩn bị đi qua một cái công ty media để mình like top top nha. Trên nền tảng top top của chương trình, cho nên là bây giờ Long chuẩn bị đi Sáu con có cái bệnh là con ngồi chốt đơn những ngân hàng cuối cùng ha. Đường quá vô nhìn Hồng Loan bối rối, bối rối khó khăn lắm. Hồng Loan ra cả nhà. Dạ đúng rồi, cô nói đúng rồi. Thì khi mà 7664 nhà vô nó sẽ quá xinh xắn luôn. Bạn tập chưa? Chị Long ơi, nhìn em cái chị Long ơi. Ngó lại cho Long cái Long ơi. Hello, chào 1 2 3. Chào. 2 3. Chào. Dạ chúc chị Long bảo đơn nha. Bảo đơn. Bảo đơn chị. Lai 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 cả nhà ơi. Chốt đơn, chốt đơn cả nhà ơi. Giờ mấy anh em tôi chốt kìa. Anh bạn. Chào anh bạn. Vui quá. Bò ngại ngùng bánh bò. Dạ hiện tại thì chị Long có đi được cả nhà. Rồi lo đi cả nhà. Đây Hồng Loan cũng đi qua lai cái tóc này cả nhà. Nó thì tại Bexu à, cũng đi theo bạn đi học này cả nhà ha. Đây bây giờ là 20 chiều của chú anh chị. Tôi xin tạm dừng video cả nhà. Thì đây tối có gì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem ha. Bây giờ xe chạy rất là nhiều luôn cô chú. Bữa nay họ xuống quay nhà Hồng Loan và cũng đi đây sản phẩm. Mà mua chú anh chị ủng hộ điện thoại like đăng ký nha cả nhà. Đây là xe đạp. À, cũng là nhân viên của chị Hồng Loan ha. Bây giờ là thôi xin tạm dừng video ha. Thôi có gì thì tôi tiếp.